Phật tử nó hỏi bạch thầy, có một điều thắc mắc là tại sao những người xuất gia thì lại xuống tóc? Bởi vì con thấy Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là người khai sinh ra đạo Phật vẫn để tóc như vậy. Phật tử này biết nên biết nhé, khi mới xuất gia Thái tử Tất Đạt Đa cũng cạo bỏ râu tóc nhé, chứ không phải là để tóc đâu. Và sau này khi ngài thành Phật rồi, ngài là bậc gì? Xuất ly khỏi tam giới. Mà cái tóc của ngài, vì cái công đức của ngài á, và mười phương ba đời chư Phật, đức Phật nào á thành Phật thì cũng có 32 tướng tốt và 80 tùy nhảo để trang nghiêm thân thể. Và cái tóc của đức Phật đó chính là một trong gì, sau khi thành đạo nó chính là một trong trong 32 tướng tốt và các tùy hình hảo của đức Phật. Cho nên á, dù đức Phật có cạo đi thì ngay lập tức nó lại mọc ra, và y như thế chúng sinh chúng ta mà cạo đi thì có thể gì, phải đến vài tháng sau nó mới mọc lại, thậm chí vài năm sau mới mọc dài lại. Như thế một người con gái mà để tóc thì 15 20 năm, một người phụ nữ để tóc 15 20 năm sau khi cạo đi cũng phải mất thời gian ít nhất cũng phải 5 10 năm sau, có thể dài hơn nữa nó mới được dài như thế. Nhưng đức Phật của chúng ta vừa cạo xong thì tóc lại liền mọc lại như thế. Đây là gì? Do công đức, do phúc báo của một gì, một vị Phật đầy đủ trang nghiêm tướng hảo như vậy. Cho chúng ta thấy cái tóc của đức Phật nó xoắn 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 theo thành từng khóm nho nhỏ, chúng ta thấy là gì? Nó theo cái vặn, nó chiều kim đồng hồ. À, chúng ta Việt Nam chúng ta sở dĩ gọi Phật là gì? Là bụt ốc, vì chúng ta thấy cái tóc của ngài nó lên nhọn 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 như cái gì, nó xoáy xoáy theo như gì, cái đường vằn của con ốc ấy. Cho nên chúng ta hay gọi Phật là, ở ngày xưa chúng ta hay gọi Phật là gì, bụt ốc à. Đó, cho nên thành Phật rồi ấy, thì cái phúc tướng trang nghiêm thân thể của ngài như thế. Nhưng mà cái ngài vì các sư thì ngài muốn làm, tại sao các sư lại phải người xuất gia, tức là các sư đệ tử ngài phải xuống tóc, cũng có nhiều lý do. Nên chúng ta thấy là người xuất gia thì phải khác với thế tục là như thế. Ở thế tục họ cho là gì? Cho cái răng, cái tóc là gốc con người. Chúng ta thấy ở thế tục á, tức thế gian á, họ chấp vào cái răng và cái tóc, họ cho đấy là cái gốc con người. Nhưng người xuất gia thì phải gì? Đi ngược lại những cái chấp hình chấp tướng của thế gian đó. Do cho thế gian, do chấp hình chấp tướng cho nên đi sai đường, lạc lối, không thể giải thoát giác ngộ. Nay người xuất gia đức Phật gì muốn phá cái hình tướng chấp trược của thế gian đó, cho nên thì ngày đầu tiên ngài bắt người đệ tử của bảo bắt người đệ tử đây là bắt buộc người đệ tử của mình phải cạo bỏ gì ạ? Cạo bỏ râu tóc, trở thành hình tướng của một người xuất gia. Cái thứ nhất là phá bỏ cái hình tướng của người xuất gia bên ngoài đã, thì dần dần tu tập dẹp bỏ nốt cái gì, cái phần tại gia ở bên trong của chúng ta. Đầu tiên là phá bỏ cái chấp của người tại gia, xin lỗi, đầu lúc nãy tôi nói nhầm. Đầu tiên là xóa bỏ cái gì, cái chấp của người, cái hình tướng của người tại gia ở bên ngoài, tức là cạo tóc, mặc y phục bằng gì. Chúng ta thấy ở ngoài đời thì mặc hết cái đồ gì, đồ trang phục, nhất là các phụ nữ chẳng hạn. Nào là con gái thì gì? Son môi, phấn má, rồi nước hoa vân vân, rồi xây tóc, uốn tóc, bảo vệ tóc, đủ các thứ. Một ngày phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để làm đẹp cho thân thể. Nhưng sau khi xuất gia rồi á thì đem cạo bỏ quách cái tóc đi rồi, còn cái gì mà phải uốn, cái gì mà phải xoay gương nữa đâu. Và cũng chẳng cần phải tô son trên môi nữa, vì có ai ngắm nữa đâu, cần ai ngắm nữa đâu, thậm chí còn phải chạy người ta cơ mà. Cũng chẳng cần phải thoa phấn lên má, lên mặt nữa, vì có cần ai ngắm mình để sinh tâm luyến ái dục vọng với mình nữa đâu, mà phải phải lo cho cái tâm thân của mình như thế. Rồi á mặc cũng vậy, rất đơn giản, nâu sòng hoặc là gì, màu lam. Miền Nam á thì tăng ni thường hay mặc màu lam, miền Bắc chúng ta thường hay mặc màu nâu. Nâu sòng hay màu lam đều là những màu hoại sắc Đức Phật dạy đó, để làm cho chúng ta gì, xả bỏ những cái sự chấp trược về thân thể bên ngoài, để dần dần hướng vào bên trong tu tâm dưỡng tính, làm cho tâm thể của mình ngày một lắng trong, ngày một thanh tịnh, dần dần là hướng tới gì, hướng tới cái sự lắng trong thanh tịnh tuyệt đối, giải thoát như các đệ tử của Đức Phật, và dần dần là được như Đức Phật thì càng tốt trong một đời.
Cho nên đấy là chính cái nguyên nhân Đức Phật gì? Dạy các đệ tử của mình phải cạo bỏ râu tóc là như thế. Còn Đức Phật thì dẫu có cạo xong một cái thì lại mọc bình thường như vậy. Ngày xưa chúng tôi cũng thấy thắc mắc và cũng hỏi câu này với các thầy giảng sư khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng thắc mắc và hỏi tại sao mà Đức Phật lại không cạo tóc mà cứ bắt đệ tử cạo tóc. Thì các hòa thượng, các thầy giảng sư lớn thì cũng giảng như vậy. Nay chúng tôi cũng đem nói lại cái ý đó cho các quý vị. Còn đúng sai thì tất nhiên tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người.